Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Israel là một cây nho tươi tốt, sinh ra trái nó. Trái nó càng sai chiếu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy. Đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. Lòng chúng nó phân hai, bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó, sẽ phá trụ tượng chúng nó. Chắc bây giờ chúng nó sẽ nói rằng, chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, và vua có thể làm gì cho chúng ta? Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước, cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhạy như cỏ độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng. Dân cư Samari sẽ kinh hãi vì những bò con của Bết Aven, dân sự sẽ vì nó than khóc. Các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. Nó cũng sẽ bị dời qua Assyri làm lễ vật dâng cho vua Yareb. Bây giờ Ephraim sẽ mang xấu hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mưu kế mình. Về phần Samari, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven, tức là tội lỗi của Israel, sẽ bị phá hủy. Gai gốc và chà chuông sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó. Bây giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng, hãy bao bọc lấy chúng ta, và nói với các đồi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta. Hỡi Israel, từ ngày Gibea, ngươi đã phạm tội rồi. Chúng nó đều đứng đó. Sự tranh chiến nghịch cùng con cái sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Gibea. Ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn, và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình. Ephraim như bò cái tơ khéo dại, ưa thích đạp lúa. Nhưng ta đã qua trên cổ béo tốt nó, ta sẽ đặt người cởi trên Ephraim, Judah sẽ cài và Jacob sẽ đập vỡ cục đất. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối. Vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàn người mạnh bạo của ngươi. Vậy nên, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi. Người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như Sang Mang đã hủy phá Bết Ạc Bên, trong ngày có trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái. Bê Tên cũng sẽ làm cho các ngươi như vậy, vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi. Vua Israel sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng. Chương 11. Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba Anh và đốt hương cho tượng chạm. Dầu vậy, ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Ai Cập nữa. Nhưng người Assyri sẽ làm vua chúng nó, vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó, vì cớ mưu trước chúng nó. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng cao, song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên. Hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi được như ác ma,
hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng lại hủy diệt Ê-phra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử, Ngài sẽ gầm thét. Các con cái sẽ từ phương Tây run rẩy mà đến. Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay và từ đất A-sơ-ri như bồ câu. Và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 10. Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chứ Mô-sê dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Mô-sê có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó. Nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Ngươi thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này
trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem. Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: Này, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Cê-bê-đê đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được, ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 10 sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Na-sa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi. Song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giê-xu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giê-xu trên đường. Chương 11. Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đàn, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ,
đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bột câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà hỏi rằng: thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Và họ bàn với nhau như vậy. Nếu chúng ta nói bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng: vậy sao các ngươi không tin lời Giăng? Bằng chúng ta nói trái lại bởi người ta. Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều tin Giăng thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Chương 12. Đức Chúa Giêsu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp. Đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này: hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình. Song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Kế đó họ sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy mấy người ấy đến thưa Ngài rằng:
Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng denier. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại đến gần mà hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả, có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người, chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Bây giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa Thầy, Thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này: Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm
đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Thi Thiên 111. Hallelujah! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. Công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến. Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. Công việc tay Ngài là chân thật và công bình. Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn, được lập vững bền đời đời vô cùng, theo sự chân thật và sự ngay thẳng. Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là Thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.